Đây là loài sinh vật vô tri vô giác. Bọn chúng có lớp da trong suốt. Một trong số chúng thè chiếc lưỡi ra, con còn lại lập tức đớp lấy dao hợp. Lúc mới đầu chúng chỉ vờn nhau, một giây sau đã quấn chặt lấy nhau bắt đầu giao hợp. Mà nó chính là thứ mà đôi vợ chồng đang đứng trước mắt này tạo ra bằng cách tính toán DNA của loài người, sau đó kết hợp với gen động vật, ngày đêm vất vả không ngừng cải tạo, cuối cùng cấy tế bào vào dung dịch dinh dưỡng. Nhưng tốc độ phát của nó cực kỳ nhanh, buổi sáng mới cấy vào, đến tối đã to gấp nhiều lần rồi, bể chứa dung dịch cũng sắp sửa nổ tan tành. Áp lực đã đạt đến cực hạn rồi, người vợ đưa tay ra muốn chặn lỗ hổng, nhưng một giây sau cánh tay đã bị hút chặt, lực hút cực kỳ mạnh khiến cô đau đớn vô cùng. Người chồng lập tức mở van xả nước ra, nhưng tay của người vợ vẫn không thể cử động. Người chồng cầm thanh sắt lên đập vỡ bể kính, sau đó cầm dao phẫu thuật cắt bỏ phôi nang. Cuối cùng người vợ cũng thoát ra được, nhưng phôi thai lúc này đã lớn hơn rồi. Chỉ chưa đầy một ngày, từ một phôi thai đã biến thành một con quái vật kỳ lạ. Nó dùng lực quẫy mạnh đuôi, sau đó rơi xuống đất. Người chồng lập tức lấy một cái hộp để nhốt nó lại. Cảnh này khiến hai vợ chồng ngơ ra luôn. Chẳng lẽ nó đã bị biến dị rồi ư? Nếu nó vẫn phát triển tiếp thì sợ rằng sẽ khó có thể xử lý ổn thỏa. Thế là hai người chuẩn bị một cái lồng để khiến nó ngạt thở. Nhưng sau đó khi họ quay lại phòng thí nghiệm, lại phát hiện chỉ còn cái xác. Thì ngay lúc này, ở góc phòng truyền đến một âm thanh đáng sợ. Một con quái vật kỳ lạ bỗng xuất hiện trên đầu người vợ. Sau đó nó bắt đầu quậy loạn phòng thí nghiệm. Sức mạnh của nó khiến người ta phải kinh ngạc. Lúc này hành động của người vợ khiến người khác phải kinh ngạc. Cô tháo găng tay, muốn tiếp cận nó ở khoảng cách gần. Con quái vật cẩn thận rón rén lại gần, thấy nó trông có vẻ dễ thương. Người vợ đặt tên cho nó là Lia, nhưng một giây sau nó đã nghe răng ra. Thì ra là người chồng đang cầm thanh sắt xuất hiện sau lưng người vợ. Lia ý thức được mình sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy nó chuyển sang tư thế phòng ngự. Người chồng vội vàng đưa vợ ra khỏi phòng thí nghiệm, muốn nghiên cứu sâu hơn về nó. Người vợ thử dùng một lượng lớn thuốc mê, Lia nhanh chóng ngã ra đất. Người vợ thu thập tế bào của Lia, thì phát hiện tốc độ sinh trưởng của nó nhanh gấp vài chục lần động vật bình thường. Cũng có nghĩa là Lia chỉ mất vài ngày để lớn. Điều làm họ bất ngờ hơn nữa là tất cả những chuyện xảy ra sau này sẽ khiến người khác không khỏi rùng mình. Hãy chú ý nhé, loài sinh vật nửa người nửa thú này, tốc độ sinh trưởng của nó cực kỳ nhanh, chỉ trong vài ngày đã phát triển thành một đứa bé. Hơn nữa khả năng học tập cũng cực kỳ tốt. Người tạo ra nó là người vợ cũng bắt đầu có cảm tình với nó. Nhưng khả năng tấn công của Lia cũng mạnh kinh người. Các nhân viên ở phòng thí nghiệm thường xuyên bị tấn công. Vì vậy để giữ kín bí mật, hai người chỉ đành mang nó về nhà. Vài ngày sau, Lia đã bước vào thời kỳ dậy thì. Đây cũng không phải là kế sách lâu dài. Nếu như bị hàng xóm phát hiện thì sẽ rất phiền phức. Hai vợ chồng không còn cách nào đành tiếp tục chuyển Lia đi. Bọn họ thuê một nhà kho bị bỏ hoang, quyết định sẽ tạm thời để Lia ở lại đây. Nhưng con vật nửa người nửa thú dường như không thích nơi này, vừa mới đến cửa đã giằng khỏi hai người, sau đó chạy vào trong rừng cây. Bọn họ vội vàng đi tìm Lia. Nếu như nó đi lạc thì chuyện này khó mà cứu vãn được. Tìm rất lâu mới thấy Lia đang ngồi thu lu một góc. Lúc này trong miệng nó đang ngậm một miếng thịt sống. Cảnh máu thịt nhảy nhụa không khỏi khiến người ta phải rùng mình. Sau đó hai người đưa nó trở lại nhà kho. Lúc này Lia đã phát triển đến độ tuổi thành niên. Bọn họ quay về tiếp tục làm việc, chỉ để lại Lia sống một mình ở nhà kho. Nó thè cái lưỡi nhọn ra liếm nước mưa rơi từ trên mái nhà xuống, còn lấy chiếc vương miện đeo lên đầu. Nhìn ngắm bản thân trong gương thấy cũng không đến nỗi nào, chỉ là ở một mình nên cảm thấy hơi cô đơn. Đến đêm, hai vợ chồng đến nhà kho thăm Lia. Nó dùng chữ cái ghép thành suy nghĩ của bản thân, nhưng lại bị người vợ từ chối, bởi vì cô lo lắng một khi để nó ra ngoài sẽ xảy ra chuyện lớn. Lia nghe xong liền lập tức nổi giận, thẳng tay hất đổ cái bàn. Người vợ vốn muốn dạy dỗ Lia, nhưng một giây sau nó đã bay lên nóc nhà rồi. Nó đập vỡ cửa sổ và thoát ra ngoài. Hai vợ chồng vội vàng trèo lên mái nhà tìm Lia, nhưng Lia bất cẩn sắp ngã xuống dưới. Thì đúng lúc này, nó đã giải phóng được khả năng mới. Một đôi cánh được sinh ra, đến bản thân nó cũng không thể tin được chuyện này. Lia quay đầu muốn bay đi, thì bị người chồng gọi quay lại, sau đó ôm chặt lấy nó. Dù người vợ cảm thấy hơi ghen tuông nhưng vẫn im lặng. Từ đó trở đi, người vợ càng dụng tâm đối đãi với Lia, trang điểm cho nó, dạy nó học, vốn muốn kiếm món đồ. Nhưng không ngờ lại tìm thấy một bức tranh vẽ người chồng ở trong ngăn kéo, mà số tranh này đều do Lia vẽ. Xem ra nó đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Người vợ đương nhiên cũng sẽ đề phòng. Cô bắt đầu cố ý làm khó Lia, mang con mèo mà Lia yêu quý nhất đi, thậm chí còn sợ nó sẽ cướp mất chồng mình nên tát nó một cái. Máu nóng trong người Lia cũng bốc lên, nó đè người vợ xuống dưới, cái đuôi gai cũng từ từ nhấc lên. May mà nó không làm hại người vợ, chỉ lấy đi chiếc chìa khóa ở trên cổ người vợ, sau đó vội vàng mở cửa chạy ra. Nó muốn thoát khỏi nơi này đi ra bên ngoài. Thì ngay lúc này, người vợ ở đằng sau dùng gậy sắt đánh nó hôn mê. Lúc Lia tỉnh lại lần nữa thì đã bị trói chặt trên bàn phẫu thuật rồi. Người đàn ông này đang cùng quái vật nửa người nửa thú khiêu vũ, mà con quái vật này cũng đang dần thích anh ta. Anh ta cũng bị đôi mắt sâu thẳm của nó hút hồn, thậm chí đến nửa đêm còn lấy ảnh của Lia ra để làm chuyện đó. Còn vợ của anh ta thì suýt nữa đã bị quái vật nửa người nửa thú giết chết. Vì vậy cô ta quyết định loại bỏ độc tố ở đuôi của nó.
như vậy thì từ nay về sau nó sẽ không thể hại người được nữa. Đợi đến khi người chồng tới nơi, thì cuộc phẫu thuật đã xong. Nhìn thấy Lia hấp hối nằm trên bàn phẫu thuật, người chồng cực kỳ đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve Lia. Sau đó hai người tức cảnh sinh tình, người chồng cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Vậy là họ đã phát sinh ra chuyện khó có thể miêu tả được. Người chồng khiến tôi ngạc nhiên đó, chuyện này mà cũng dám làm. Nhưng khi chuẩn bị vào việc, người vợ mang thức ăn đến cho Lia, bắt gặp cảnh chồng mình đang nằm dưới đất, thực sự không dám tin vào mắt mình. Thực sự quá đáng mà. Người vợ lập tức lái xe rời khỏi nơi này. Người chồng cũng nhanh chóng quay về nhà và giải thích với vợ, nói mình chỉ là đang hy sinh vì khoa học mà thôi. Muốn nghiên cứu sâu hơn về quái vật nửa người nửa thú thì phải làm những bài kiểm tra sâu hơn. Nghe đến đây, người vợ cũng thấu hiểu chồng mình hơn. Thì ra chồng mình vì khoa học đã hy sinh nhiều như vậy. Cô ta bất giác khóc lớn. Sau đó hai người bàn nhau sau này sẽ giải quyết như thế nào. Bọn họ biết không thể để chuyện này tiếp tục phát triển như vậy, phải kết thúc thí nghiệm. Cứ như vậy bọn họ lại đến nhà kho. Nhưng lúc này Lia đã mất tăm mất tích. Người vợ tìm được một khuôn mặt trong hồ bơi, đang dần dần nổi lên khỏi mặt nước. Lúc này Lia đã không còn thở nữa. Chẳng nhẽ sinh mệnh của nó đến đây là kết thúc ư? Có điều đây cũng là chuyện tốt. Sau đó hai vợ chồng cùng nhau đào một cái hố, chôn Lia trong hố đó. Sau đó bọn họ quay trở về nhà kho dọn dẹp, đốt tất cả những đồ vật có liên quan đến Lia. Nhưng đúng lúc bọn họ chuẩn bị rời khỏi nơi này, thì hai tên xã hội đen xuất hiện. Bọn chúng cũng muốn loài sinh vật mới này, kiếm tiền cho bọn chúng. Dù người vợ nói với chúng Lia đã chết rồi, nhưng hắn ta vẫn không tin, còn nằng nặc bắt cô chỉ chỗ chôn cho mình xem. Thì ngay lúc này, cái hố bỗng phát ra tiếng động. Sau đó một trận gió mạnh thổi đến, một tiếng hét vang lên. Đại ca xã hội đen đã biến mất. Đợi đến khi bọn họ định thần lại, thì hắn ta đã bị giết chết rồi, treo lên cây rồi. Lúc này Lia lại xuất hiện ở trên nóc nhà. Xem ra nó vẫn chưa chết, hơn nữa còn tiến hóa. Hiện tại cơ thể nó đã phát triển đến mức cao nhất, ánh mắt tràn đầy thù hận. Sau đó lại một người nữa bị bắt. Hai người lập tức đuổi theo nó vào trong rừng. Người chồng đang soi đèn pin vào trong nước, thì ngay lúc này một lực cực mạnh kéo anh ta vào trong nước. Người vợ đứng bên cạnh luống cuống. Có điều vài giây sau anh ta may mắn ngoi được lên mặt nước. Tuy nhiên lúc này Lia cũng xuất hiện. Người vợ cảm thấy tình hình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy. Có điều cô ta làm sao chạy thoát khỏi Lia được. Chạy chưa được vài bước đã bị vật gì đó đè lên người. Lúc này tính cách của Lia đã thay đổi hoàn toàn. Sau đó nó nói chuyện với người vợ. Người chồng nhân cơ hội này dùng cây gỗ đâm vào người nó. Lia không chết mà còn trở nên mạnh hơn nhiều. Nó cắp lấy người chồng rồi bay lên không trung. Vào thời khắc then chốt, người vợ cầm hòn đá ném về phía đầu nó. Lúc cô ta chuẩn bị ném tiếp thì bỗng cảm thấy do dự. Lúc này người chồng đã xui xẻo bị dính độc. Một giây sau, cuối cùng đã giải quyết xong quái vật nửa người nửa thú. Nhưng bụng của người vợ càng ngày càng to. Bọn họ đoán người vợ sẽ sinh